sổ rồi em ơi. Ai bắt trọng tài đấy? Này đá chưa mà ngồi như con giò đấy. Đá bóng rồi. Lấy bóng rồi mà tập. Ra sân đi ngồi. Quay bắt rồi. Phải không? Chị xem dây là bộ đấy không? Này nó nhảy vào camera cả đấy, chán nó không quay luôn. Tuấn. Sao khó nha, sao khó rồi đấy. Con tay đi, con tay. Sao? Ok. Cắn. 1 phút. Em chạm bóng rồi đúng không? Ok, chạm bóng rồi mời ra. Đứng dậy chạy tiếp. Ai mà đây? Cứ luôn căng là một toàn với cả đuổi cả mà chung anh cũng căng. Căng bét. Đây là đã vào à? Không hiểu bóng vào hay là không vào. Chứ còn lắm lạnh. Cái đúng rồi, sao anh hiểu lỗi mà nhầm với em. Em về là em ký hiệu nhé, hiệu báo em. Mọi người ghi về ghi tên mà. Mọi người ký hiệu bên trong. Không. Ghi số hoặc là ghi tên nữa. Sao lại nhầm ra? Tại vì áo của anh chị cất mà. Thế sao anh cứ mặc lấy ra? Nó còn một cái áo nữa. Cú ra hả em? Đâu rồi, bộ mới. Giá đẹp áo rồi. Tại cực rất là bộ mới. Thế lửa quá là sao còn anh có cái áo đỏ nữa? Quần nó lạnh cho đi mặc quần kìa. Okay.
Ban tổ chức đề nghị Long Việt lui một tí thì quay. Chưa luôn. Có bạn mình kiến tạo đôi ghi phản ứng nhà đúng không? Anh vừa truyền đội bạn đã phản ứng nhà, hòa quả chứ. Chắc anh... là học được rồi đúng không? Kiến tạo cho đội bạn phản ứng nhà. Cần, kiến tạo hai bàn cho đội xanh ghi bàn rồi đó. Mùa rồi đá cái chỗ này vừa chói thật mắt mình đang được quặn quặn sẵn. Em ơi! Cho tổng được tí này, này cho tổng được tí này. Ai đau chân rồi? Anh chưa ghi bàn nào đấy. Nhảy lên cá đánh mẹ. Cá thúc người vào người thủ môn nó vẫn không ghi bàn. Bóng cao nhảy mới xuống bóng thủ môn. Rồi thôi, không cần thiết. Dương ơi, lùi đi để quay. Thank you.
Còn 5 phút nữa. Anh Hiệp vào gì ấy, còn 1 phút làm gì nữa. Cố đà 55 mấy em. Hả? 55 luôn. À, hết rồi. 5 phút nữa, thế 5 phút nữa. Thằng Long đứng ngay camera đi, lui tí Long. Không mang thằng đứng đấy, đứng thôi, đứng sau người ta không nhìn thấy gì. Chết không quần đen quần đen đúng không mọi người quần đen ai cầm mấy không chân đào tay này các cái quần cũng mắc được vậy thôi.
4-1 kìa. Anh nhập tham quá. Mày gì mày? Đào chấm quá. Bây giờ mình đào chấm. Mấy giây thôi. Nốt sát này nhá. Nốt sát này nhá. Hết bóng rồi. Chuyện hết rồi anh ơi.